Trinh xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay thì cuối tuần này Trinh lại ra vườn cả nhà ơi. Trinh lại hái được một ít dâu tây này cả nhà. Quả dâu tây bắt đầu chín rồi. Đây, hôm nay là cái rau cải cúc hoặc là rau tần ô. Hôm nay lần trước Trinh quay thì là nó mới gieo được hạt ấy, thì là nó lên ít. Mà hôm nay thì cách mấy tuần bắt đầu là mưa nên được nhiều rồi cả nhà. Trinh thử quả dâu tây này. Ngọt cả nhà. Lớn rồi cả nhà, lại bắt đầu thu hoạch rồi đấy. Hôm nay cuối tuần thì Trinh tranh thủ ra vườn để xem là thu hoạch ít rau vào để ăn thịt nướng cả nhà ơi. Nói đến thịt nướng, nhất là thịt bò cả nhà, nhất là thịt bò đút lò cả nhà, thì ở Đức họ có cái loại rau gọi là gomagin này này cả nhà. Đó, họ chuyên cho để nướng thịt ấy, rất là thơm cả nhà ơi. Trinh mới mua cái cây này xong để ở đây, để khi nào mà mình nướng thịt ấy, mình lấy mấy cái cành này, mấy cái nhánh này vào rất là thơm luôn cả nhà. Slack hôm nay cũng lại ra được những cái nhánh mới, lá mới rồi cả nhà. Đó, cây cà chua và cây dưa leo cả nhà. Cà chua thì bắt đầu ra những cái chùm rất là nhiều và nhánh nè cả nhà. Đó, những cái chùm cà chua nhỏ nè cả nhà, nhìn dễ thương quá. Rất là dễ thương luôn. Còn dưa leo thì đã ra quả cả nhà. Đây, đã đang mọc những cái trái, đang ra những cái trái mới. Trái hôm trước ra mấy đọt rồi ấy, thì Trinh cũng thu hoạch rồi cả nhà. Đó. Trái rất là dễ thương. Thằng Teng. Mấy hôm nay bắt đầu là trời nắng một cái ấy, thế là cải của Trinh nó mọc hoa hết cả nhà, thành nguyên một vườn, một góc vườn hoa cải này cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì Trinh cũng sẽ phải thu hoạch nó hết thôi, và sẽ trồng một cái sẽ gieo hạt rau muống. Thay vì cái chỗ này thì nó cũng nắng một cái là nó đã ra hoa, nó già rồi cả nhà. Chứ bình thường là cây cải này cũng ăn cũng hơi già cả nhà. Tại Trinh đi làm cả ngày ấy cả nhà, cho nên đến cuối tuần á mới ra vườn một chút xíu à. Mà hôm qua đi làm về là nhổ cỏ và cỏ nó mọc ngang hàng với những cái rau luôn cả nhà. Đây, hôm nay Trinh cũng sẽ thu hoạch cả những cái rau tần ô này cả nhà. Rau tần ô mà trồng ở dưới như này ấy thì là ở dưới vườn ấy thì nó sẽ mọc tốt hơn là trên trọng cả nhà. Đó, nhưng mà nó cũng có rất nhiều chim ăn, với cả là mấy con mèo hàng xóm nó sang nó cào có rất là nhiều. Hôm nay Trinh sẽ thu hoạch hết những cái tọt rau này để mà mình trồng những cái tọt mới cả nhà. Đó. Trinh có phải cắm mấy cái que như này ấy, để cho chống chim ấy. Đó. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch để nấu canh cải, rau tập tàng cả nhà. Tần ô này mà Trinh cắt như này ấy thì Trinh hy vọng là nó cũng sẽ ra những cái nhánh mới ấy, ra những cái rau non khác lên. Nó rất non luôn á. Nó cứ có mưa và nắng một cái là nó lên rất là nhanh. Như hôm trước thì nắng quá, thế là cải nó mọc hết hoa. Đợt trước thì lạnh thì nó lại lên chậm. Cắt cái này thơm quá. Cái rau tần ô này hoặc là rau cải cúc á, này mà ở chợ châu Á cả nhà, mua đắt lắm cả nhà. Có một mấy cọng thôi mà cũng 80, 90, 100 nghìn đấy cả nhà. Có mấy nhánh này, một bó nhỏ thôi. Giờ cắt nó thấy thơm luôn á, thấy mùi rất là thơm luôn. Cái này mà nấu canh thịt bằm hoặc là ăn lẩu là ngon lắm.
Sao đâu mà chung rồi. Ở Việt Nam mình trồng được những cái rau này á, thích cả nhỉ. Nó cũng dễ trồng, nhưng mà những cái rau Việt Nam này mà sang ở những mọi người mà ở ông bà cô chú anh chị và các bạn mà ở nước ngoài ấy, mà trồng được những cái rau quê hương này, ngửi cái mùi của nó thôi cũng đã nhớ rồi cả nhỉ. Cũng rất là vui rồi đấy. Thường ở Việt Nam mình mà mua một cái bó rau về ấy, là mình cũng ăn ngọn thôi ha. Nhưng ở đây thì mọi người nhặt ăn hết luôn cả nhà. Nhưng mà 100 nghìn một bó, có mấy cọng rau thôi là cũng không dám vứt đi cái nhánh nào mấy. Chỉ có cắt cái gốc đi thôi, chứ còn ăn cả chứ cũng không dám vứt đi cái nhánh nào cả. Đó, hôm quá trình làm cỏ quá trời luôn. Cỏ nó mọc còn lấn hết các sang các cây rau luôn. Mưa xuống một cái, nắng lên là ôi, là rau tươi mơn mởn luôn cả nhà. Đã quá, thơm. Hái thì nó thơm phức à. Vui ghê. Đây là niềm vui của những người ở Việt Nam mình ở nước ngoài xa xứ cả nhà. Và cuối tuần là chỉ có những cái niềm vui nho nhỏ, đơn phương như này thôi, chân phương như này thôi. Rất là đơn giản. Rau rất là non cả nhà. Ngon đúng à. Ngon quá, cái này mà nấu canh thịt bằm ngon lắm đây. Thơm ơi là thơm. Biết là ông bà cô chú anh chị và các bạn ở nước ngoài ấy, thì là ở những đất nước khác ấy, Đức này, rồi Mỹ này, Canada này, Pháp này, những nơi khác mà cuối tuần thì không biết mọi người hay làm gì ha. Nhà Trinh thì Trinh hay ra vườn này, xem làm cỏ này, nhặt cỏ này, trồng rau này, tưới rau này, tưới hoa. Thế là thấy một ngày chủ nhật qua trôi qua cũng rất là nhanh cả nhà. Mình nấu những cái bữa cơm cho gia đình ấy. Đó. Nhất là những cái thích nhất là những cái ngày cuối tuần mà nó còn nắng ấm ấy, là thích nhất cả nhà ơi. Hôm nay Trinh hái cái đợt này ấy. Ngon quá. Hy vọng là nó sẽ mọc thêm những cái mầm non mới để mình được ăn thêm một đợt nữa cả nhà. Rau tươi mơn mởn, thơm ơi là thơm. Rổ này dưới vườn. Còn trên cái kệ kia thì cứ để đấy, nó vẫn còn non cả nhà. Dưới vườn này mọc nhiều hơn này. Này chắc Trinh nhổ hết luôn đấy. Nhổ luôn để trong cái lứa mới luôn cả nhà. Hôm trước thì Trinh cũng đã tỉa rồi. Cái mỗi lần ra nấu canh, ăn phở là Trinh tỉa ấy. Nhưng mà Trinh nghĩ là cái này rất là thơm luôn. Trinh tỉa ít xong rồi cứ mỗi lần ra nấu canh, ăn phở là Trinh lại ra hái một nắm vào. Có nấu canh mà có cái rau này thì rất là thơm rồi nhỉ. Đấy, bây giờ Trinh hái mà nó rất nghe thấy mùi thơm của cái ngò này luôn ấy. Ngò Việt Nam ấy cả nhà. Rau thơm Việt Nam rất là thơm rồi nhỉ. Gia vị. Wow, thơm quá. Chưa có thái ra nữa mà mới hái này là thấy thơm lắm rồi. Đấy, Trinh cứ phải cắm những cái cột này này. Để cho chim vào đó không bới cả nhà, nhưng mà nó vẫn bới đấy cả nhà. Nó vẫn bới. Bới tung cả lên xong á. Cho nên mình gieo cũng nhiều á mà nó lên cũng lơ sơ lắm. Này à. Hái hết đi. Xong có những cái này này. Đây là cỏ này. Không nhặt đi là mấy hôm nữa nó lên nó chen còn to hơn cả cây của mình. Hôm qua Trinh về, Trinh nhặt cỏ quá trời ngoài vườn luôn. Mà thấy cỏ mọc sum suê còn tươi tốt hơn cả rau nữa. Nhìn thấy như thế này mà không nhặt ấy, một lúc mà hồi mấy hôm ấy, quay lại là nó lớn lắm rồi. Mấy cái cỏ này này, nó chùm hết lên rau luôn. Wow, một hồi được một
được một mớ luôn này rồi cả nhà. Thơm là thơm. Ngày xưa ở nhà mà nhà Trinh hay có cái ngò này này, mẹ Trinh hay lấy cái nhặt lại cái rễ ngò này này để rửa sạch xong bắt đầu là nấu nước gội đầu cũng rất là thơm cả nhà. Bị chim nó bới ăn hết rồi cả nhà, nó phá cả nhà, nhưng mà mình nhổ một hồi thấy cũng được một nắm to thôi. Cái này mình quấn giấy báo ấy xong là rửa sạch đi cả nhà, quấn giấy báo bỏ tủ lạnh ấy, ăn chắc cũng được một tuần trong ngày đấy, được trong một tuần đấy cả nhà. Bởi vì mấy cái lá ngò này chỉ trồng vào được mùa mấy cái tháng hè này thôi cả nhà, chứ mùa đông thì cây ngoài vườn nó lạnh nó chết hết rồi. Lại được bó nữa cả nhà. Ở Việt Nam mình thì trồng những cái cây này dễ cả nhà. Ở đây Trinh phải mua giống từ Việt Nam mang sang ấy cả nhà. Hôm qua Trinh cứ mỗi lần đi làm về mỗi ngày ấy là Trinh lại ra vườn xem là dâu tây đã chín được quả nào rồi là mình chén luôn cả nhà. Xin mời cả nhà. Đây một trái nữa. Trinh thích ăn cái nó lỡ cỡ như này này, nó chua chua ngọt ngọt ngon cả nhà. Cây nhà mình trồng ấy cho nên là ăn thấy ngon là ngon, mà sạch không có tưới phun thuốc hay gì hết á. Đây Trinh trồng Trinh nhổ luôn mấy cái bụi ngò trên vướng những cái lá trên hàng rào này này. Mình nhổ trước cái này xin mình dọn luôn cái này để mình trồng cái luống mới luôn. Thơm quá. Nhổ như này mà thấy cái mùi thơm là thơm luôn. Mình tặng mọi người thích nhất cái mớ này luôn để mà nấu phở với nấu canh. Được một rổ rau tần ô rồi. Đó, cái rau cải này Trinh nhổ luôn. Đấy, chả nó cũng to nha. Đấy, to. Nhưng mà Trinh trồng mà bữa trước không có kinh nghiệm cả nhỉ. Trinh gieo nó hơi dày ấy, chứ nếu mà gieo mà cách ra một chút là cái rau cải nó rất là to này cả nhỉ. Đó. Một bẹ này chỉ cần 5 bẹ này là nấu được nồi canh rồi. Nhổ các em này nhá, để trồng đập rau mới nhá. Nhổ đến đâu cắt luôn cái rễ đến đấy, xíu nữa Trinh gom luôn, Trinh làm đất lại rồi để gieo hạt rau muống rồi nhỉ. Hạt rau muống trước là Trinh gieo trực tiếp á, nó lâu lên lắm phải nhỉ, mình phải ngâm trước ấy. Mình ngâm trước thì nó có mầm rồi ấy, nó nảy mầm. Nhưng lúc nãy xin chia sẻ với mọi người ấy, cái rau muống là mình nên ngâm cái hạt trước cho nó nảy mầm thì mình gieo thì nó sẽ nhanh hơn. Chứ bữa lần trước là Trinh gieo thẳng xuống ấy, nó lên rất là lâu cả nhỉ. Cái rau cải này Trinh gieo rất là dày luôn. Gieo dày quá đâm ra nó vừa ốm nhom nhát à. Nó lại nhanh già nữa. Mà bắt đầu trời vào mùa hè ở Đức rồi cả nhà, trên trời nó sẽ nóng ấy, cho nên là cải trồng sẽ nhanh già lắm. Đến đâu cây mình cắt luôn cái rễ. Cho nó sạch, bỏ cái rổ cho nó sạch. Xíu nữa mình làm đất luôn để gieo hạt luôn. Nở hoa là chắc cũng già lắm rồi. Nhưng ở đây thì cũng tận dụng hết cả nhà đây. Mấy cái rau
cái cỏ này mà không làm sạch á, mọc lên tùm luôn cả nhà. Mà trinh trồng mà rau như này cũng truyền cảm hứng tốt cho hàng xóm đấy cả nhà. Nhưng kể mọi người nghe là nhà Trinh có cô hàng xóm bên cạnh này này. Trước thì Trinh mới về thì chưa, thì không thấy cô trồng, cô chỉ trồng hoa thôi. Xong Trinh thấy, xong cô thấy Trinh cứ hay ra vườn vừa trồng trọt rồi tưới cây tưới kiếc ấy, là chắc là cô nhìn thấy, cô thấy cũng thú vị, cũng vui ấy. Thế là thế năm nay, từ mấy năm nay bắt đầu thấy cô ấy cũng mua đất này, mua rau về, mấy cái cây giống về cô trồng nhỏ nhỏ, nhưng mà người Đức thì họ không trồng rau như mình, họ trồng những cái cây xà lách thôi cả nhà. Đấy, họ trồng một vài cây xà lách rồi mấy cái cây rau thơm như là mince, mấy cái lá bạc hà ấy, cho nó vui ấy cả nhà, chứ họ trồng chủ yếu là cho nó vui mắt với cái làm những cái thú vui cuối tuần của họ, chứ không phải họ trồng rau để ăn như mình. Trồng vui là chính cả nhà, chứ còn mình để mình trồng vừa vui mà cũng vừa để ăn đó. Đấy, xin nữa cái chỗ đất này là trên cỏ nó cũng mọc lẫn hết rồi, sẽ làm đất lại để trồng gieo hạt rau muống. Còn mấy sơ sơ thôi mà đã được một chậu rồi cả nhà. Wow, một chậu quá trời rau cải, cả hoa nữa. Xíu nữa nhặt ra cũng được, ăn được rau, đủ rau cho cả tuần rồi cả nhà. Bây giờ thì Trinh sẽ làm nốt cái, làm sạch nốt cái chỗ này cả nhà, và sẽ gieo hạt mới. Hôm nay tiện ra vườn thì Trinh sẽ tỉa luôn. Đấy, lá nó rất là to nha cả nhà. Lá to chưa? Cái này nấu canh cũng ngon nha cả nhà. Trinh tỉa để cho nó ra cái nhánh mới đó. Không trồng mà từ cái hạt từ năm ngoái mà nó mọc lại. Màu nó rất là đẹp nha cả nhà. Màu đỏ này, màu cam này, màu hồng này. Đó, màu cam, màu hồng. Màu vàng này, màu trắng này. Rất là dễ thương mà đẹp nữa. Ăn lại ngon nữa. Ăn non để ăn như kiểu rau xà lách ấy, mà lớn thì mình nấu, nấu canh ăn bình thường mà ngon, cũng rất là tốt cho sức khỏe nhỉ. Mấy cái rau này mát á. Đấy, xin hái một chút xíu là đã được một nắm rồi cả nhà. Cái này nấu mì là tuyệt vời rồi. Thế hôm nay ra vườn chút xíu là đã thu hoạch được một chậu to cải này cả nhà. Chị nữa sẽ lựa ra những cái lá non để mình còn ăn được cả nhà. Rau tần ô cũng được một nồi canh to rồi cả nhà. Đó, quá trời rồi. Non không à, non búng à, quá trời quá đất à. Đúng là một nồi canh to luôn đấy cả nhà. Đây một rổ mà. Rồi rau thơm này, rau ngò này, và đây là một chiến lợi phẩm sau mười mấy phút ra vườn cả nhà. Bây giờ thì còn Trinh còn phải làm nốt cái hồ cỏ cái chỗ kia nữa, và làm đất để gieo hạt rau muống. Hạt rau muống thì Trinh đã ngâm rồi cả nhà. Trinh ngâm cho nó ra mầm á. Và xíu nữa Trinh sẽ gieo cái hạt rau muống này đang ra mầm rồi cả nhà. Hy vọng là sẽ mọc nhanh hơn. Không cần chi nhiều, chỉ cần có sức khỏe, gia đình bình an, và mình có những cái niềm vui cho cuộc sống của mình, như thế là được rồi cả nhà ơi. Đó cũng là những cái lời nhắn nhủ và lời chúc của Trinh, kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức, dành cho ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem đến lúc này của video. Bây giờ thì Trinh sẽ kết thúc video để gieo những cái hạt rau muống mà Trinh đã ngâm cho nó nảy mầm trước ấy cả nhà. Xin kính chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người.
Mình là Trinh, cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại!